Xin chào các bạn, ở đây mình sẽ dùng hai tấm thép, một tấm có kích thước là 20x100mm có chiều dài là 10mm và một tấm 20x50 có chiều dài là 10mm luôn. Mình sẽ vẽ và cắt để tạo thành ngàm âm dương trên mỗi tấm. Sau khi cắt xong, mình sẽ lấy dấu và khoan lỗ 6 ly và một bên của ngàm âm mình sẽ khoan lỗ 5,4 ly để tạo ren M6. Tiếp theo là mình sẽ khoan thêm 4 lỗ 12 ly trên tấm thép. 4 lỗ này để cố định nam châm. Tiếp theo là mình sẽ hàn thêm hai thanh la sắt có chiều rộng là 15mm vào hai bên của tấm thép. Sau khi hàn xong, mình sẽ đặt những miếng nam châm vào lỗ mình đã khoan. Và mình sẽ dùng đục tâm đục xung quanh miệng lỗ để cố định lại nam châm. Tiếp theo là hàn phần ngàm âm còn lại vào đế có kích thước là 100x100mm. Về phần trụ để kẹp bút, mình sẽ dùng đoạn thép có kích thước là 18x18mm, dài 30mm. Mình sẽ lấy dấu và khoan lỗ 8 ly và 12 ly. Còn hai lỗ cạnh ngoài mình sẽ khoan và tạo ren M6. Tấm bích tròn này dùng để làm đế trụ. Mình sẽ khoan một lỗ 8 ly ở giữa và hàn thêm đoạn sắt tròn 8 ly vào. Ok, như vậy là xong. Dụng cụ này có thể điều chỉnh được nhiều góc độ tùy ý. Sau khi điều chỉnh thì mình sẽ siết con ốc ở bên này để cố định lại. Bây giờ mình sẽ thử vẽ với ống phi 27.
Sau khi test xong, mình thấy dụng cụ này có thể vẽ được nhiều góc độ trên ống, nhưng có nhược điểm đó là ống đường kính càng to thì nam châm không hít được vì khoảng cách từ nam châm đến ống sắt càng xa. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mà các bạn thấy hay và có góp ý thì hãy comment ở phía dưới. Cảm ơn các bạn. Bye bye.